Ôi dồi ôi. Lạnh cho tôi, lạnh 15 ngày. Thật luôn. Lạnh lắm rồi. Lạnh lắm rồi à? Ủa lạnh rồi à? Nhưng mà lạnh thì phải làm sao? Phải làm sao thì bây giờ mọi người phải qua luôn để tham gia lễ hội áo lông lớn nhất năm của High End Official. Lạnh 15 ngày ấy, nhưng mà bên mình sale cho anh em hơn một tuần luôn. Hơn một tuần luôn. Từ ngày 23 cho đến hết ngày 31, khi mà anh em qua trực tiếp một trong 6 cửa hàng của bên mình thì sao? Toàn bộ tất cả áo lông, áo bò trần lông bình thường bán 5-700, khi mọi người qua trực tiếp một trong 6 cửa hàng thì toàn bộ sale đồng giá 49.000 đồng. Ui giời ơi, sắp tết anh sale sâu thế. Toàn bộ tất cả số bò đồng giá 49k. Ui chín luôn. Không những sale một cơ sở, sale toàn bộ 6 cơ sở. Chỉ được hết em ơi. Có gì nữa? Áo lông mà. Chương trình chính ấy. Đúng. Là phải có áo lông. Đúng rồi. Mà ngoài áo lông ấy thì anh em ơi, xem qua vài con măng tô đi. Một con măng tô dáng Hàn Quốc như thế này bình thường mua bao tiền đông? Con này phải mua phải 1,7-1,8 triệu đi. Cứ cho này hơn 1 triệu đi. Thì mọi người qua trực tiếp một trong 6 cửa hàng bên em, hàng ngàn chiếc măng tô sẽ được sale trực tiếp 50%. 50%? Mọi người nghĩ là 5,7-800 nghìn đúng không? Ui dồi ôi, thì bao nhiêu? Em bán mấy trăm nghìn, dưới 500, vài trăm nghìn đồng. Ui cho mọi người. Được chưa mọi người? Tức là vài trăm nghìn đồng thôi mọi người nhá. Qua trực tiếp một trong 6 cửa hàng. Qua được mua luôn không anh? Cứ qua là được mua luôn. Mà đặc biệt luôn. Áo lông đúng không? Lễ hội áo lông mà không có áo lông thì quá phí này. Hàng ngàn chiếc áo lông sẽ được treo toàn bộ ở 6 cửa hàng như thế này và như thế này, size số đủ hết cho tất cả mọi người. Áo lông bình thường 7-800 mà rẻ, bây giờ bán 99.000 một con có được không ạ? 99.000 anh. 99.000 đồng. Đúng rồi, lấy áo lông. Đã thế ạ. Sâu quá, sâu quá. Riêng áo lông là phải có áo phao. Ui dồi, áo phao nữa này. Thì toàn bộ tất cả số áo phao, hàng ngàn con áo phao như thế này, mọi người mua 5-700 đúng không ạ? Thì mọi người qua trực tiếp một trong 6 cửa hàng bên em, em đồng giá cho mọi người 99.000 đồng một con. Anh bị làm sao không anh? Lâu 99.000 đồng rồi, còn phao 99.000. Thì toàn bộ tất cả là áo phao 99.000, có phải sale một con đâu. Sale cả ngàn con, có phải sale một cơ sở đâu. Sale 6 cơ sở luôn, uy tín chưa? Uy tín chưa? Uy tín. Hàng ngàn chiếc blazer. Đây, vì bán 1-2 cái thì không nói. 1-2.000 con đồng giá 190.000, bình thường cả hơn triệu. 190.000 đồng. Dạ, em ơi, có ai ơi, áo bò 190. Còn cả bò cũng thế. Hàng ngàn chiếc hoodie. Hoodie là ui dồi. Đồng giá cho anh em tất cả hoodie, toàn bộ hoodie có mũ mọi người nhá. Đồng giá 99.000 một chiếc ạ. Lại 99.000. Toàn bộ tất cả mọi người chắc là đang mong chờ là sale áo da này. Đây này. Tất cả những chiếc áo da cổ trụ, cổ bomber, cổ đứng, dáng ôm, dáng suông em sale hết 10-15%. Khi qua trực tiếp một trong 6 cửa hàng. 10-15%. Cái gì cũng sale. Đã gọi là hưởng ứng chương trình lễ hội áo lông mà. Đặc biệt mọi người ơi, mọi người đang mong chờ em sale những chiếc áo lông đẹp như thế này đúng không? Ok, thì trước khi đến với áo lông, em sale áo phao trước đã. Toàn bộ tất cả những chiếc áo phao hot trend, form boxy, form suông, form ôm, toàn bộ tất cả phao lông vũ, phao lông cừu, phao nhung, em sale hết 10-15%. Sale luôn. Cả cả những con áo mới về như thế này, áo gọi là phi công đúng không? Cũng sale hết luôn. Tầm này còn 15 ngày nữa là Tết rồi Đông ơi. Toàn bộ đây, áo lông như em đang mặc đây mọi người, toàn bộ tất cả áo lông nhá, em cũng sale 10-15%. Đặc biệt này. Qua hàng, được mua luôn không anh? Qua là mua luôn đây. Em xuống đây em nhìn này. Hàng ngàn chiếc áo da biker nhá. Thật sự luôn, nếu mà để nói 6 cơ sở đúng, hàng ngàn chiếc thật thì em cũng sale 10-15%. Đây là cơ hội hiếm khó có tìm cho anh em ấy, thật sự quá hiếm luôn. Anh em qua trực tiếp ở đây, ở dưới này đây đây. Toàn bộ tất cả biker, những con áo màu đen, màu hồng đẹp như này thì nhà em cũng sale 10-15% tại tất cả mọi người. Mọi người thấy chưa? Thấy rực rỡ chưa? Đặc biệt nhá, mọi người hỏi rất là nhiều quần thì em xin phép là em quay qua. Đây, quần ở trong này, nhà em ạ, hàng vạn, hàng ngàn chiếc quần. Đặc biệt Đông ơi, còn gì nữa nào? Quả điêu sốc không? Cho em quả làm rực rỡ đi. Riêng về áo phao tầm này, lạnh đúng không? Lạnh lắm đấy, anh còn mặc rồi. Đi lên theo trên này. Đây, còn nữa anh. Dưới trên này. Đây, mọi người ơi, đây vào cho mọi người xem cái này này. Nói 1-2 cái không tin nhưng nhà em sẽ sale hàng ngàn chiếc áo phao. Nó sẽ có phao gió này, phao trần bông này, phao da này. Toàn bộ là hàng Quảng Châu và size số đủ hết cho mọi người. Thì toàn bộ tất cả những mẫu phao này bình thường mọi người mua là 1,1-1,2 triệu đúng không ạ? Thì ngay bây giờ mọi người quay ngay trở lại một trong 6 cửa hàng của bên em. Thì nhà em vừa treo vừa đổ ở đây hàng ngàn chiếc áo phao này thì nhà em sẽ sale luôn 50%. 50%. Và sẽ sale luôn dưới cái giá là dưới 500 nghìn. Hơn 400 nghìn rồi. Hơn 400 nghìn. Toàn bộ nhá. Đây ạ, toàn bộ tất cả đây nhá, kể cả những chiếc áo lông như thế này. Ô con này ấm nhá. Con này đẹp luôn. Hơn 400 nghìn đồng. Đấy.
mọi người mua bao nhiêu con cũng được. Mọi người nhớ nhé, đây là chương trình sale lớn nhất năm của chị em, lớn chưa từng có, và sale trực tiếp ở toàn bộ 6 cửa hàng, 50% và hơn 400.000 đồng dành cho tất cả mọi người. Và thực sự mọi người ơi, với hàng trăm mẫu thì mọi người qua lựa chọn thoải mái. Và toàn bộ tất cả blazer ở trên này cũng sẽ được sale 190 này. Áo bò toàn bộ sale 190. Đặc biệt toàn bộ tất cả áo phao lông cừu, em kéo cái kệ ra cho mọi người nhìn. Đấy. Toàn bộ nhá, toàn bộ tất cả cái kệ này sẽ sale 50% này cho mọi người. Đấy mọi người. Đây, toàn bộ tất cả măng tô này. Măng tô này, mọi người bình thường mua con này cả 1.2 triệu đúng không? Thì bây giờ nhà em sale cũng 50% cho mọi người. Áo lông đây. Cũng sale trực tiếp cho mọi người 50%. Nói chung là tầm này mọi người cứ qua trực tiếp là được sale ở đây. Áo lông xịn cũng sale 50%. Và hàng ngàn sản phẩm ở dưới này nữa. Đây đồng giá này, áo lông đắng dài 390.000 đồng. Toàn bộ tất cả mẫu này, phao phun ra cũng là 390. Nói chung là tầm này cái gì cũng sale rất là rẻ. Thế nên mọi người cứ yên tâm, đây 390. Áo parka nhá, 190 cành, có cả màu đen, màu xanh, màu nâu. Bomber là 190. Hàng ngàn hút chiếu đi, đổ đống đây anh em, đây demo cho các bạn nhìn này, 99.000 một con đây. Thôi thì bây giờ như này mọi người nhá, khi mọi người nhận được thông tin này, mọi người xem xong video này, toàn bộ tất cả chương trình sale này dành riêng cho tất cả mọi người, để cho mọi người qua trực tiếp một trong 6 cửa hàng bên em. Và mọi người nhớ là từ ngày 23 cho đến hết ngày 31, một ngày tranh thủ chúng ta chỉ có hơn 7 ngày để săn sale, và lại đến 15 ngày, thế thì em sale rất là sớm. Mọi người xem được cái video này mọi người phải qua luôn để được mua luôn. Nhớ là gì ạ, đồng giá áo phao sale 50% rất là đáng mua tại 6 cơ sở của Hi Hair Official. Mọi người nhớ ghé để mua nhá. Bye bye mọi người.